Hiện nay, toàn huyện Vũ Quang có 1.200 hộ dân nuôi ong với khoảng 11.000 đàn. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên các loại cây nhiều hoa tạo nguồn dồi dào cho đàn ong làm mật. Thời gian này, người nuôi ong ở Vũ Quang đang bước vào vụ thu hoạch mật chính phủ. Trung bình mỗi đàn thu hoạch mỗi đợt được khoảng 1,2 kg mật. Ước tính đợt thu đầu tiên toàn huyện đạt sản lượng hơn 13 tấn mật. Vừa đầu tư kỹ thuật vừa mở rộng quy mô, nghề nuôi ong ở Vũ Quang đang ngày càng phát triển, mang về nguồn thu khá cho người dân.